So, có biết nước Singapore không? Dạ không. Chị Cương biết con sư tử phun nước ở Singapore không? Dạ có biết. Bây giờ Cương khỏi cần đi Singapore vậy, chị ba sẽ làm con sư tử phun nước cho con coi. Dạ, chị ba làm đi. Chị ba uống nước cái nha. Hai ba vô. À? Ủa? Ủa? Ừ? Đâu mất tiêu rồi? Ừ? Có đâu? Ủa nãy anh nhâm trúng mà. Ba nói không được cô này vậy. Trời ơi. Đại biểu ơi. Cái gì chị ba? Cương ăn sô-cô-la có chị ba đúng không? À? Hồi nào trong nè nhà này nè, cha với mẹ, chị hai, chị ba không nói mà tự nhiên nói em. Chị ba lớn rồi chị ba không biết hả? Chị ba suy nghĩ kỹ lại đi chứ đâu phải mặn đâu. Nè. À? Nhanh. Ủa? Hồi nãy mình ăn mà mình quên rửa miệng. Thôi đi rửa miệng nha. Chị mà nó nói nó không ăn đó. Nó đạo lý cho cố vô. Ê Xu, con coi thật không? Chị muốn. Mấy hộp này nó thật nè. Nhìn nha. Chỉ có một chai nước với một cái bông. Ok. Để sẽ gỡ cái chai nước ra. Nhìn đây. Kết thúc rồi, giỏi tay. Ủa mình gì này lâu lắm rồi kìa. Ơ được nè. À? Nó không quay vòng vòng. Xin lỗi được chưa? Đã nói là chạy từ từ thôi mà.